Người không có dâu thì lại rất là mong có dâu một chút. Thậm chí có nhiều bạn muốn có dâu cái lón, muốn nó nhiều hơn một tí cho nó manly. Còn nếu bạn có dâu thì anh cũng có thể cảm nhận được nó rất là phiền phức, phải cạo suốt đúng không? Cạo suốt rồi. Chỉ cần lười vài ba ngày thôi mà không cạo thôi là nhìn như ông chú ngay. Anh không biết là cái râu quai nón của em nó dài đến đâu, cộng với cái việc là những cái râu ở cằm hay là ở phần trên này nó có nhiều hay không, hay là má nó có nhiều hay không, hay nó chỉ là râu quai nón nó kéo dài cái tầm này thôi. Thì thực ra ấy, nó có rất là nhiều cách. Cái râu quai nón thì nó không ảnh hưởng gì đến cái kiểu tóc Hàn Quốc cả. Chỉ có điều nếu như anh đã nói, nếu mà mình để râu ấy theo cái phong cách nào nữa, nếu mà mình để theo một cái size vẫn là size Hàn Quốc nhưng mà theo cái phong cách gọi là đứng đắn, theo cái phong cách gọi là nó cứng cáp, nó kiểu già già, theo kiểu ông chú một chút ấy, thì có một chút râu thì nó cũng rất là đẹp, không sao cả. Còn nếu như mà anh em muốn theo cái phong cách Hàn Quốc nó trẻ trung, nhìn nó cảm giác nó có một cái gì đấy, nó nói thẳng ra nó là kiểu nó sạch sẽ một tí ấy, thì là anh em phải thường xuyên cạo thôi. Hoặc bây giờ nó cũng có một cái cách rất là hay, nhưng mà anh em phải chấp nhận là sẽ không còn râu nữa, đó là mình sẽ triệt nông râu. Thì nó cũng có nhiều cái phương pháp triệt nông râu đấy, thì anh em có thể qua spa để người ta tiến hành, người ta làm cho anh em đấy, thì lúc này thì râu của anh em dần 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 nó sẽ mọc ít đi và gần như là không còn nữa, nó cũng như là triệt nông chân hay là cái gì đấy thôi đấy. Còn nếu như mà anh em không muốn triệt mà anh em vẫn muốn giữ, mà đôi khi mà mình vẫn thích để râu ấy, thì anh em chả còn một cái cách nào khác là anh em phải thường xuyên cạo thôi. Còn cái râu quai nón ở đây ấy, thì anh em muốn nó thành cái mai nhọn ấy, thì anh em có thể là khi mà mình cắt tóc đúng không, mình bảo thợ người ta cạo cho một cái đường mai nó nét theo một cái khuôn nét như thế, sau đó là cứ 2 ngày anh em phải cạo một lần, 2 ngày cạo một lần nhé đấy. Bởi vì đến ngày thứ ba thứ bốn mà cái tốc độ mọc râu mọc tóc của anh em nó nhanh ấy, đến ngày thứ ba thứ bốn là nó mất cái đường viền thợ người ta cạo cho anh em rồi, lúc này anh em nhìn không còn nhìn thấy nữa. Chính vì thế mà anh em phải tầm 2 ngày, cùng lắm là 2 ngày thôi mình cạo, thì cái đường viền thợ người ta cạo nó vẫn còn đấy, mình cứ theo cái đường viền đấy mình cạo, thì lúc nào của mình nó cũng là cái mai ngắn nhỏ nhọn sắc nét vậy, vừa phải thôi đấy. Thì mình cứ 2 ngày mình cạo như thế thì chả ai biết là mình có râu quai nón cả, nếu như mình cứ cạo vậy đúng không đấy. Còn còn ngoài ra thì mình có thể triệt lông, thì đó là cái chia sẻ của anh nhá. Còn ngoài ra thì có râu quai nón cũng hay, mà không có thì cũng chả sao cả.